Từ hơn một năm nay, Nhiễu vẫn âm thầm nhắm cái ghế chủ tịch, nghĩa là hất cằm tạo để ngoi lên, mà cả trụ sở không ai biết. Âm mưu này được sự thôi thúc và hỗ trợ rất mãnh liệt của vợ Nhiễu. Vợ Nhiễu tên thật là Doãn Thị Mít, vốn sinh trưởng ở Xuân Thành, năm nay 26 tuổi. Thuở nhỏ nhà Mít nghèo quá, năm Ất Dậu bố mẹ Mít đem bỏ cô ngoài chợ, hy vọng có người hảo tâm nào lãnh về làm con nuôi. Thì quả nhiên, ông lão thợ rèn cần người giúp việc đem Mít về ở chung. Vốn là thành phần cùng đinh, nên trong cải cách ruộng đất, Mít được chính quyền chiếu cố cho dọn vào ở nhà cựu chính tổng Bân, lúc này vừa di cư vào Nam, đồng thời cấp 3 xảo ruộng để cô canh tác. Dĩ nhiên cô hân hoan gia nhập hợp tác xã và lao động rất hò hởi. Từ một túp lều sơ sát vọt lên nhà ngói cây Mít, đời Mít đột ngột đổi thay ngoài sức tưởng tượng của cô, khiến cô vô cùng ngưỡng phục cách mạng. Chưa hết, cuối năm 56, Nhiễu đổi về công tác ở Xuân Thành, gặp Mít, hai người yêu nhau và năm sau tổ chức đám cưới. Khi người ta từ chỗ tay không leo vọt lên một địa vị khác, thì dù rằng cái địa vị ấy thực sự chẳng có gì cao sang lắm, người ta vẫn dễ dàng mất thăng bằng, khó kiềm chế được những tham vọng của mình. Nhiễu là ủy viên thư ký của Ủy ban Hành chánh xã, công việc tuy nhiều nhưng chức vụ không đáng kể. Tuy thế, Mít cũng muốn mọi người phải gọi mình và chồng mình bằng cái chức vụ ấy. Ai lỡ dại gặp Mít mà thân mật chào "chị Nhiễu ơi" hoặc "cô Mít ơi" thì vợ Nhiễu cay cú lắm, nhất định chờ cơ hội trả đũa. Những cô gái đồng lứa tuổi ở Xuân Thành ngày xưa coi thường Mít hoặc chê Mít hèn kém, bây giờ có thể lao đao mỗi khi cần phải nhờ vả Nhiễu về giấy tờ hay công tác. Mít muốn xóa hẳn đi cái quá khứ đầy mặc cảm thuở trước, cho nên Mít thường đi quá xa, can dự cả vào công việc thường nhật của chồng. Chẳng hạn, Mít hay bảo Nhiễu: "Này, con bé đấy mà nó xin giấy tờ thì chớ có mà cho nó nhé." Mít thường xía vào chuyện của Nhiễu bằng những câu tương tự như thế, và Nhiễu đôi khi muốn chiều vợ đành phải nghe theo. Nhưng Nhiễu càng chiều vợ thì vợ càng quá quắt. Hơn thế nữa, vợ Nhiễu lại để lộ ra những tham vọng của mình một cách quá trắng trợn, khiến người chung quanh đoán biết và mặc tình khai thác. Họ như thấu trong lòng vợ Nhiễu biết chị vẫn chưa hài lòng với cương vị hiện tại. Từ một đứa cùng đinh leo lên làm vợ một ủy viên nhiều quyền hành nhất xã, chị chưa thấy thế là đủ. Chị muốn chồng mình phải ngoi lên nữa, để dân làng một ngày nào đó gọi chị là bà chủ tịch. Mít không có kiến thức, ít suy nghĩ, thành ra hễ nghe người này bàn điều gì, chẳng cần biết đúng hay sai, cô vội về nói ngay với chồng. Một hôm, Mít bảo Nhiễu: "Anh ạ, đừng có mà dễ dãi quá, ai xin gì cũng cho, người ta sẽ coi thường cho, vờn với chó liếm mặt, phải cứng mới được nhé." Nhiễu thấy vợ nói cũng có lý, gã yên lặng không đáp. Ít lâu sau, Mít ra chợ, gặp người khác bàn góp: "Bà ủy viên ạ, xã này một tay ông ủy viên nhà ta đứng mũi chịu sào cả, bỏ ông ấy ra thì ông Tạo cứ gọi là như rắn mất đầu ấy." Vợ Nhiễu hài lòng lắm nhưng giả vờ khiêm tốn đáp: "Ấy chết, sao bà lại nói thế, ông Tạo làm chủ tịch có năng lực lắm, nhà tôi cứ khen mãi đấy." Người kia cười nhạt khích thêm: "Ôi giời, bà ủy viên còn lạ gì, ở đâu cũng thế, chủ tịch chỉ đứng tên cho nó có tên thôi, ăn thua là ở ông ủy viên thường trực. Nói không phải chứ, ông ủy viên nhà ta đâu tắt mặt tối mà chả ai biết đấy là đâu. Được việc thì người ta hưởng, mà hỏng việc thì mình chịu, cái trò đời nó như thế cả." Những lời khích bác châm chọc và nịnh bợ như thế, vợ Nhiễu đã phải nghe rất nhiều lần mỗi dịp ra ngoài, và lần nào về chị cũng dằn vặt chồng. Rồi vì thấy Nhiễu không có phản ứng gì, chị càng bực bội và thấy thiên hạ có lý. Chị nhớ đến những bữa tiệc, những buổi liên hoan hay ra mắt quần chúng, người ta phát biểu bất cứ điều gì cũng mở đầu bằng câu "thưa ông chủ tịch", và rồi Tạo sẽ nghênh ngang thay mặt ủy ban đáp từ. Những lúc ấy vợ Nhiễu buồn lắm, cái thằng Tạo kia ăn nói vấp pháp, dáng dấp tầm thường, không xứng đáng ở vào cái địa vị thứ nhất của một xã. Chức chủ tịch đáng lẽ phải lọt vào tay Nhiễu mới phải. Vợ Nhiễu đem ý nghĩ đó ra nói cho chồng biết, và lạ thay, Nhiễu vẫn im lặng, không tỏ vẻ tán đồng.
Hôm khác vợ Nhiễu ra chợ lại cay đắng nghe một bà dì tai: "Em nói bà ủy viên đừng buồn nhá, chứ ông ủy viên nhà ta có làm cho lắm thì cũng chỉ là dọn cỗ cho người khác xơi thôi. Người thông thái như ông ủy viên nhà ta đáng lẽ là phải nắm ghế chủ tịch mới phải, chả lẽ cứ khuất thân dưới người ta mãi hay sao?" Mít chịu không nổi nữa, vừa về đến nhà chị quăng cái thúng gay gắt với chồng bằng những lời rất vô lý. Mới hôm nọ chị khuyên chồng phải cứng với mọi người để thiên hạ khỏi coi thường, hôm nay chị đột ngột đổi chiều: "Người ta thì cạn tàu giáo máng được, nhưng mình thì không thể thế được. Tôi đẻ cái làng này, hai mươi mấy năm sống ở đây, dây mơ rễ má nhiều lắm. Anh làm việc trong dân trong xã phải nới nới tay một tí chứ lại." Nhiễu bực mình cắt ngang: "Nhà lắm điều lắm, tôi biết đằng nào mà chịu." Vợ Nhiễu tiếp: "Quan ở xa, bản nhà ở gần, anh khắt khe quá, nay mai sẽ ứng cử, đứa chó là nó bỏ phiếu cho anh." Đến nước này thì Nhiễu không nhịn nổi nữa, gã văng tục: "Mẹ ông lại cần phiếu của chúng nó, có mà phiếu cái bầu cử cái củ thiều bưu ông này này. Nhà ngu bỏ mẹ ra chả biết cái gì cả. Chính quyền là do đảng ủy sắp xếp chứ bầu với bán cái con mẹ gì, bầu lấy lệ thôi chứ, ăn thua gì mấy lá phiếu." Nhiễu giận mất khôn, lần đầu tiên gã phun ra những điều mà đáng lẽ không bao giờ được phép tiết lộ, dù là với vợ, bởi vì nó vi phạm nguyên tắc bí mật của đảng. Không phải Nhiễu bực vì vợ thúc giục mình ngoi lên ghế chủ tịch, mà bởi vì chính Nhiễu đang âm mưu quật ngã Tạo từ lâu để thay thế, quật một cách kín đáo, nhưng con vợ chẳng biết gì cả, cứ bô bô cái mồm. Nhiễu không phải là đứa bột chột, hở cái gì cũng thủ thỉ với vợ. Kế hoạch của Nhiễu nhằm đạt cho bằng được cái ghế chủ tịch xã là một kế hoạch mà Nhiễu cho rằng tinh vi và bí mật, không thể chia sẻ được với ai. Bởi vì Nhiễu đã suy nghĩ rất kỹ, nhìn quanh ở Xuân Thành, trong cả chi bộ nói chung và đảng ủy nói riêng, không đứa nào có năng lực và sâu sắc hơn Nhiễu. Chỉ cần hất bỏ Tạo là gã sẽ đương nhiên kế vị, mà muốn hất cẳng Tạo thì chỉ cần làm sao cho Tạo vướng một khuyết điểm lớn không thể chối cãi được, đảng ủy tất nhiên sẽ phải phê bình Tạo, và theo thông lệ Tạo sẽ phải tự ý xin từ chức. Bước thứ hai là gây uy tín, gây thiện cảm với các đồng chí trong chi bộ và đảng ủy, để khi Tạo từ chức thì người ta sẽ sẵn sàng giới thiệu Nhiễu lên thay. Ấy thế mà con vợ ngu si kia không hiểu gì cả, cứ ngoác miệng ra mà cằn nhằn. Mãi đến đêm qua, trong lúc mặn nồng chăn gối, Nhiễu mới thủ thỉ cho vợ biết toan tính của mình. Mít sướng quá, nửa đêm mò dậy bắt con gà vặt lông nấu nồi cháo thưởng công cho Nhiễu. Đại khái kế hoạch của Nhiễu là gã sẽ rất sốt sáng đốc thúc vụ gặt năm nay để Tạo thấy rằng Nhiễu là người có trách nhiệm. Nhưng đồng thời và cũng quan trọng nhất là Nhiễu sẽ xúi Tạo chia thóc ngay cho xã viên sau khi đập. Vợ Nhiễu vô cùng cảm phục sự sâu sắc của chồng. Chị đâm ra hối hận, bấy lâu nay đã trách móc Nhiễu, và chị tự hứa về sau sẽ ngoan ngoãn để bù lại. Sáng hôm sau, mặt trời chưa lên, sương còn dày đặc báo hiệu một ngày nắng gắt. Quốc đã dẫn đầu một toán thanh niên cầm cờ đỏ xung phong đi đọc. Nhi vợ Quốc dẫn một toán khác, tay cầm bó lạt, vai vác đòn sắt. Diệu cũng hồ hởi đưa đội văn nghệ lên đường, ôm theo cây đàn mandolin huyện mới tặng. Ba toán thi đua tiến ra mặt trận sản xuất, khí thế rất phấn khởi. Tạo và Nhiễu đứng chờ ở trụ sở xã, sung sướng ra mặt. Lại còn cô giáo trường sơ cấp lăng xăng xô lũ trẻ vào từng nhà, đốc thúc xã viên hăng hái ra cánh đồng. Nhiễu cho tập hợp tất cả thành 7 hàng để mỗi nhóm sẽ phụ trách gặp trong một thôn trong xã. Sau vài lời động viên ngắn ngủi của Tạo, 7 toán lục tục kéo đi. Kể ra số thanh niên và văn nghệ cũng khá đông, nhưng ra tới cánh đồng bao la thì con số ấy chẳng thấm vào đâu. Rải rác mỗi góc một cụm người cắm đầu xén lúa, họ vừa làm vừa mong ngóng dân làng gia phụ, nhưng thỉnh thoảng mới có được một mống miễn cưỡng cầm liềm uể oải đến nhập bọn. Lý do cũng dễ hiểu, người ta vẫn nhớ kinh nghiệm năm ngoái, lúa gặt xong chia về mỗi hộ chẳng còn bao nhiêu, bởi vì Tạo tham lam tóm gần hết cho nhà nước. Buổi chiều, Diệu và năm cô gái khác được phân công ở nhà để kéo trục đá. Cái khâu này mới thực là vất vả.
Cứ một cô kéo, hai cô phụ đẩy. Các cô gò người, còng lưng xuống như con trâu lôi chiếc cày trên thửa ruộng ngập nước. Tiếng đá nghiến rin rít, tiếng thóc rụng rào rào. Đến tối thì cả sáu cô nằm vật ra, thở dốc, mồ hôi ướt đẫm từ đầu xuống chân. Áo quần dính sát vào da thịt như vừa nhúng nước ở dưới ao đi lên. Bụi lúa còn tươi len lỏi vô các hang cùng ngõ hẻm của cơ thể, khiến các cô vô cùng ngứa ngáy, cua tay gãi sồn sột. Tạo và Nhiễu đến kiểm tra, cầm nắm rơm giơ lên xem, hài lòng gật cù nói: "Kỹ lắm rồi, tốt lắm. Văn công mà làm được như thế này thì kể như ăn đứt người khác rồi." Diệu cười mệt mỏi, dẫn bạn bè lao xuống ao. Tất cả nhảy tòm xuống nước, ngụp lặn ngâm mình cho Diệu bớt sức nóng đang hừng hực trong người, kỳ cọ moi móc kỹ lưỡng từ dưới lên trên. Đám thanh niên gánh lúa về, ngồi lại bờ ao chiêm ngưỡng và chào kẹo: "Nhẹ tay một tí các cô ơi, tắm kỹ thế thì chết hết cá của người ta rồi còn gì." Các cô kéo nhau lên để nguyên quần áo ướt đẫm, lội bộ về. Nhiễu cho thanh niên và học sinh bắc loa đi khắp làng, gọi xã viên đến để chia mẻ thóc đầu tiên. Cả những người hôm nay không chịu ra đồng gặt cũng vẫn được Nhiễu rộng lượng phân phối. Người ta vác thúng đến đứng đầy sân. Nhiễu niềm nở nói: "Hôm nay có bao nhiêu, ta chia ngay bấy nhiêu. Mỗi hộ hãy xúc tạm vài cân đã nhé, rồi tự phơi lấy ở sân nhà mình. Ngày mai xin bà con đi gặt cho đông, cứu lúa như là cứu hỏa, để chậm thì lúa rụng hết." Tạo khoan khoái lắm. Thằng Nhiễu này khá, không ngờ nó thạo cả công tác chuyên môn lẫn công tác quần chúng. Quả nhiên những ngày kế tiếp, số xã viên ra đồng cứ tăng dần. Hàng xóm với nhau cùng làng cùng nước, để người ta gặt về mình mới vác mặt đến chìa tay lấy thóc thì coi sao được. Ai cũng nghĩ thế nên đành phải miễn cưỡng ra đi. Và lại cái lý do chính là gặt về chia liền, không bị ăn chặn như năm ngoái, cho nên ai cũng phấn khởi. Nhiễu lại có sáng kiến chia luôn cả rơm nữa, mỗi người ôm về một bó. Rơm cũng quý lắm, nhóm lửa lợp nhà trộn với bùn làm vách lót ổ nằm cho chó, hoặc cùng lắm thì bán lại cho những gia đình có trâu bò. Ở nhà quê không có thứ gì vô dụng cả. Có người gặp Nhiễu ôm chầm lấy gã mà ca ngợi: "Ông anh cả của chúng em ơi, mãi bây giờ ông anh mới nắm chủ nhiệm. Giá như năm nào ông anh chỉ đạo thì quý hóa quá nhỉ." Kể cũng lạ, ruộng của mình, công sức của mình bỏ ra thì thóc lúa thu hoạch đương nhiên cũng phải thuộc về mình chứ. Thế mà lúc lấy về lại coi là một đặc ân và phải cảm ơn kẻ khác. Âu cũng là một biểu hiện ưu việt của chế độ. Một tuần sau, cánh đồng làng chỉ còn trơ ra những gốc rạ, sân phơi hợp tác chỉ còn vài đống rơm cao ngất, thóc đã vào cót từng nhà. Đã ăn, đã bán, nấu rượu và tẩu tán gần hết. Chẳng ai dại mà tồn trữ nhiều, bởi vì vấn đề thu mua vẫn ám ảnh người ta xong mỗi kỳ gặt lúa. Bấy giờ Tạo mới chạy đi tìm Nhiễu, cuống quýt hỏi: "Lúc này mới đến cái khâu quan trọng đây, chắc chắn lại phải cùng nhờ đến bàn tay khéo léo của cậu. 900 tấn lúa nghĩa vụ, không có cậu thì tôi đến bó tay mất. Bây giờ cậu bảo tôi làm thế nào bây giờ?" Nhiễu cười thầm trong bụng: "Mổ người ta ra mà lấy, thóc chia rồi bây giờ bắt người ta bán lại với giá nhà nước quy định, có chó nó cũng chả dại mà bán." Nhưng bề ngoài Nhiễu rất sốt sáng. Gã nói với Tạo: "Tối nay ta mời thêm Quốc đến văn phòng bàn cho kỹ, đêm mai tổ chức học tập toàn xã, khó mấy mình cũng phải làm cho bằng được." Nghe Nhiễu nói cứng, Tạo cũng hơi an tâm. Gã tất tả chạy đến nhà Quốc. Nhưng tối hôm ấy Tạo và Quốc ngồi tán gẫu mãi mà Nhiễu vẫn không đến. Tạo sốt ruột lắm, mặt mũi lo âu như người mất hồn. Gần 10 giờ đêm, gã toan đến tìm Nhiễu thì vợ Nhiễu hớt hải chạy lại, buồn rầu báo tin: "Anh Tạo ơi, nhà em bảo đến cứu với anh, nhà em ốm nặng, không có họp được." Tạo hốt hoảng: "Chết, ốm đau thế nào, có nặng lắm không?" Vợ Nhiễu lắc đầu rươm rớm nước mắt: "Khổ quá, chả biết ăn chung cái gì mà thượng thổ hạ tả." Quốc chen vào: "Thế đã báo y tế xã chưa?" "Chưa, em mới sắc tạp ít búp ổi non cho uống, may ra thì nó cầm được." Tạo thở dài:
Thôi thế thì chị về lo thuốc thang cho anh ấy đi. Mai khỏi ốm họp cũng được. Những ngày kế tiếp, bệnh Nhiễu càng nặng hơn. Tạo đến thăm, Nhiễu cứ nằm rên hừ hừ trên giường, khạc nhổ ra đầy nhà. Bác sĩ thì không có, y tế xã thì gà mờ. Nhiễu muốn khai bệnh gì cũng được. Mỗi ngày vợ Nhiễu lấy về từng vốc thuốc, Nhiễu lặng lẽ quăng hết xuống cầu tiêu, chỉ để vài viên ở đầu giường cho người ta thấy. Quốc lo lắng đề nghị Tạo chạy lên huyện mượn xe về chở Nhiễu lên bệnh viện tỉnh điều trị. Nhưng cả Tạo và Nhiễu đều không muốn. Tạo thì sợ Nhiễu nhập viện lâu quá, một mình gã ở nhà không xoay trở nổi vụ thu mua lương thực. Còn Nhiễu thì không thích nhập viện, vì gã không có bệnh gì cả. Vợ Nhiễu cũng bận lắm, ngoài việc săn sóc chồng, chị còn phải lân la ra chợ, mục đích tìm vài người lắm mồm nhất để kín đáo thông báo rằng ủy ban sắp thu mua lương thực. Với ai, vợ Nhiễu cũng dặn: Này, chỗ thân tình tôi mới nói nha, chớ mà hở miệng ra, ông nhà tôi mà biết được thì thế nào ông ấy cũng mắng tôi đấy. Ai cũng cảm động vì vợ Nhiễu cho tin trước để tẩu tán lúa. Và vợ Nhiễu càng dặn người ta kín miệng thì người ta lại càng thích phun ra cho thiên hạ biết. Các đồng chí của Nhiễu lần lượt kéo đến thăm, ai cũng nhìn Nhiễu thương hại. Khổ, đồng chí không biết giữ sức gì cả. Mùa gặt vừa rồi đồng chí ấy tham việc quá cho nên mới kiệt sức chứ gì. Thời gian trôi đi rất mau, Nhiễu nằm liệt đã gần 10 ngày. Tạo bất đắc dĩ phải tự động tiến hành việc thu mua. Nhưng đúng như Nhiễu dự kiến, Tạo chạy đôn chạy đáo từng thôn, đốc thúc thanh niên và học sinh vào từng nhà thuyết phục, mà kết quả chỉ vét được vài chục tấn. Tạo triệu tập buổi họp toàn xã, giải thích nghĩa vụ lương thực. Hàng trăm câu hỏi nêu lên và ai cũng than là không đủ gạo ăn nên không thể bán được. Tạo chạy lại hỏi ý kiến Nhiễu. Tạo than: Bỏ mẹ rồi cậu ơi, hỏng bét hết. Phen này thì tôi biết ăn làm sao, nói làm sao với huyện đây. Kỷ luật chứ chả chơi đâu. Đứa nào cũng kêu là ăn hết rồi, ăn cái xác bố chúng nó chứ. Lúa gặt chưa đầy 3 tuần lễ mà chúng nó giấu tiền, cậu tính làm sao bây giờ? Nhiễu thở dài phụ họa: Ôi giời, khổ anh quá. Lúc anh vất vả thì tôi lại ốm đau, chả giúp gì được anh. Tạo ngẫm nghĩ rồi bất chợt đề nghị: Hay là ta cho công an với thanh niên xông vào từng nhà kiểm tra, nhà nào cũng chỉ cho giữ lại đúng số thóc quy định mỗi tháng 16 cân thôi, còn thừa bao nhiêu ta bắt phải bán lại hết. Nhiễu mệt mỏi lắm, ho sù sụ khạc ra một đống đờm rồi gắng gượng bàn: Phương án ấy táo bạo quá anh ạ. Nếu anh định làm thì phải hỏi qua ý kiến đồng chí Vũ Tín đã, bởi vì nó dính đến chính trị. Tạo hăng lên cãi: Ta cứ làm rồi báo cáo sau, gấp quá rồi. Nhưng Nhiễu không đồng ý. Nhiễu nói: Đừng vô tổ chức như thế. Đảng ủy lãnh đạo ta, đồng chí Vũ Tín đứng đầu đảng ủy, bắt buộc ta phải xin ý kiến. Nếu việc ta làm hợp tình hợp lý, tôi chắc thế nào anh Tín cũng tán thành. Tạo bỏ Nhiễu nằm đó, chạy ngay đi tìm Vũ Tín và trình bày kế hoạch. Nhưng Tín nói như mắng vào mặt Tạo: Đồng chí muốn xã viên rút ra hết hay sao? Đồng chí muốn dân làng bỏ làm ruộng luôn à? Ai bày cho đồng chí cái phương án quái gở này? Tuyên truyền xui mật mép mới có đứa gia nhập, bây giờ cho công an vào sục kho thóc nhà người ta thì nó bỏ hết ra chứ ngu gì mà ở lại. Đồng chí phải dự kiến trước chứ, dự kiến ngay từ lúc chưa gặt. Bây giờ chờ chúng nó chôn hết rồi mới thu mua thì thu ở đâu ra? Tuy cùng làm việc với nhau nhưng Tín rất nghiêm về mặt chính trị, và lại thâm tâm Tín vẫn chê Tạo là đứa bộp chộp sơ hở, thì đây là dịp để Tín phê bình Tạo gay gắt. Tạo hối hận lắm, gã bóp trán than thở: Thằng Nhiễu nó giết tôi rồi. Tín hỏi: Tại sao lại thằng Nhiễu? Tạo đáp: Thì chính nó xúi tôi chia thóc. Vũ Tín nói: Thế mà cũng mở mồm ra, cậu là chủ tịch, nó là một ủy viên, cậu phải chịu trách nhiệm chứ, bây giờ đổ tội cho ai? Nhân tiện Vũ Tín hỏi thêm: Thế còn các hộ cá thể thì sao, có thu mua được ít nào không? Tạo lắc đầu: Đến xã viên còn chẳng chịu bán nữa là cá thể. Vũ Tín nhìn Tạo chán nản: Thế thì bỏ mẹ. Một hôm, Nhiễu đang cắm cúi làm việc, nghe tiếng động ngoài cửa, gã ngẩng đầu lên nhìn ra thì thấy Thụ vừa dắt xe đạp vào. Nhiễu quăng cây bút đứng dậy, tươi cười đón,
siết chặt bàn tay Thụ và thân mật bảo: "Về bao giờ đấy? Gớm đi học có khác trắng hẳn ra, nom đẹp lão quá." Lúc này gặp đồng chí nào Nhiễu cũng niềm nở như vậy. Tạo ngồi phía trong thấy Thụ, gã hơi bối rối. Mấy chục lá thư của Thụ gửi về, Tạo đã thủ tiêu hết. Bây giờ gặp lại, sau khi Thụ mãn khóa, tự nhiên gã thấy ngượng và lo âu một ngày gần đây Thụ sẽ khám phá ra. Nỗi lo ấy, hai tháng nay Tạo không có thì giờ nghĩ đến, bởi vì Tạo vẫn đang buồn lắm. 900 tấn thóc nghĩa vụ, Tạo chỉ thu mua được khoảng một nửa. Mặc dầu đã vất vả ngược xuôi, làm việc quên cả ngày đêm, chỉ có một điều lạ là Tạo vẫn ngây thơ, không hề mảy may nghi ngờ Nhiễu đã gài bẫy mình. Thậm chí Tạo còn ngậm ngùi than với Nhiễu: "Nhiễu ạ, vụ này ta thất bại. Tôi vẫn nghi rằng cái ổ phản động ở xóm giáo nó tuyên truyền xúi dục dân đừng bán thóc. Thong thả rồi mình bàn với đồng chí Hối, thế nào cũng phải cho chúng nó một vố cho chúng nó tận." Nhiễu tán đồng ý kiến của Tạo ngay, bởi vì thủ phạm xúi dục tẩu tán lúa có phải là xóm giáo xóm lương gì đâu, mà chính là xuất phát từ cái mồm của vợ Nhiễu. Hôm khác Tạo lại buồn rầu nói với Nhiễu: "Thật không may tí nào, đúng cái lúc mà tôi cần có cậu bên cạnh thì cậu lại chết dở. Nếu biết thế đấy, thì tôi không có chia lúa cho dân." Tạo thường ngồi thừ người nghĩ quanh quẩn và đôi khi chạnh nhớ đến Thụ. Gã nghĩ rằng giá có Thụ ở nhà, biết đâu Thụ chẳng giúp được Tạo trong vụ này. Và ý tưởng ấy làm Tạo chợt hối hận đã ăn cắp thư từ của Thụ. Nay mai Thụ khám phá ra, không biết rồi Tạo sẽ phải ăn nói làm sao cho xuôi. Thụ đã bước lên thềm và tiến vào văn phòng. Tạo vẫn ngồi ngẩng lên hỏi: "Mới về hả? Đi từ mấy giờ mà bây giờ mới đến nơi?" Thụ đáp: "Vâng, mới về anh. Tôi ăn cơm trưa ở trên tỉnh rồi tôi mới đạp về." Thực ra thì Thụ về từ tối hôm qua. Anh đã tính trước, suốt mấy chục cây số anh đạp xe thật chậm, vừa đỡ mỏi chân, vừa để căn đúng lúc tới Xuân Thành thì trời vừa tối. Thụ không muốn ai bắt gặp mình, vì anh dự định ghé thẳng vào nhà Hợp trước khi trình diện ủy ban nhận lại công tác. Lúc ấy Hợp đang thu mấy bộ quần áo phơi ở hai cây sào trước sân. Nghe tiếng chuông xe đạp kính cong của Thụ ngoài cổng, nàng giật mình nhìn ra và suýt nữa kêu lên. Hợp mừng lắm, nhưng vẫn làm ra vẻ bình thản, tiếp tục cua tay lấy áo quần và không thèm nhìn Thụ. "Sao không đi luôn đi, về làm gì nữa?" Thụ cười cười xuống xe, nón cối cầm tay làm quạt, mồ hôi thấm ướt từ tóc xuống lưng áo và hai ống quần đang bắt đầu khô dần nhờ gió sông thổi mạnh từng cơn. Anh tiến lại đứng sau lưng Hợp sung sướng nói: "Người ta cũng sốt ruột muốn chết đây này. Đáng lẽ mãn khóa cách đây 2 tháng rồi đấy chứ, không ngờ các ông ấy lại đẩy đi đắp đê." "Thế tại sao không biên thơ cho em?" "Ừ hay, vẫn viết đi chứ, tuần nào chả viết." Hợp ngừng tay làm việc, quay sang hỏi Thụ: "Còn thư của em viết cho anh thì sao, có nhận được không?" "Có, đủ cả, còn nằm trong ba lô đây này." Vừa nói, Thụ vừa vòng tay vỗ vào ba lô anh vẫn đeo xẻ bên hông. Anh cười: "Em bên sai địa chỉ, may mà cũng đến nơi. Anh viết mấy lá liên tiếp bảo em chữa lại địa chỉ nhưng em vẫn để nguyên. Thành ra anh đoán ngay là thư của anh không đến tay em." Hai người sánh vai quay vào nhà, Hợp hỏi: "Thế là thế nào?" "Thế có nghĩa là thư của anh bị chặn ở huyện hoặc ở xã, chứ không phải ở trường. Bởi vì trường vẫn cho học viên nhận thư và viết thư. Cả trường chỉ có mình anh không có thư nhà thôi. Nhưng mà thôi, tạm gác chuyện ấy lại, anh về đây rồi, từ từ rồi anh xem lại." Hai người đứng lại trên thềm, Hợp nói: "Ở ăn cơm nhé." Thụ ấm ở hỏi lại: "Anh ở luôn đến mai được không?" Hợp mỉm cười nguyết Thụ và bước nhanh vào nhà. "Nếu vậy thì dắt xe hẳn vào trong này này ông ạ." Thụ đăm đăm nhìn theo Hợp. Bây giờ anh mới để ý nước da Hợp đã đen sạm, tuy rắn giỏi và duyên dáng hơn nhưng lại làm mất đi cái vẻ đài các mà anh vẫn thường thấy ở Hợp ngày trước. Hơn nữa, Thụ lại về quá bất ngờ, Hợp không biết trước, khiến nàng cũng cảm thấy hơi ngượng vì bộ quần áo lao động đang mặc và nhất là mái tóc từ sáng đến giờ chưa chải. Thụ ngồi xuống ghế, bật diêm châm đèn. Anh nhìn quanh căn nhà thân yêu mà anh đã có dịp nghỉ qua đêm cách đây hơn nửa năm.
mấy thúng thóc đặt trên chiếc chõng tre sát tường đầy ắp. Thụ chợt nhớ ra cánh đồng bát ngát anh vừa đạp xe qua chỉ còn trơ lại gốc dạ trắng xóa, và anh cảm thấy hơi buồn vì đã không có mặt ở nhà để phụ với hợp gặt lúa. Anh nói: "Lúa năm nay sản lượng thu hoạch có khá không?" Hợp đang xúc gạo vào nồi chuẩn bị nấu cơm ngẩng lên đáp: "Chả biết nữa. Lần này là lần đầu tiên em làm ruộng, chả biết thế nào là khá." Thụ theo Hợp xuống bếp. Lúc hai người ngồi sát bên nhau, Thụ mới lôi trong túi áo ra chiếc hộp nhỏ, món quà từ thành phố anh mua về tặng Hợp. Cái gương tròn loại nhỏ nhét vừa túi áo và cái kẹp tóc bằng nhôm sáng bóng. Thụ đặt món quà vào tay Hợp và cố tình nắm lấy bàn tay ấy một lúc. Hợp ngượng ngùng giật ra, nói bâng khuâng: "Cứ lao động kiểu này thì chả có thời giờ đâu mà soi gương với lại kẹp tóc anh à." Câu nói ấy bất giác làm Thụ buồn rầu suy nghĩ. Thực tế nó như vậy. Anh yêu Hợp, có thể nói là tôn thờ Hợp, bởi vì nàng khác với những cô gái cùng lứa tuổi trong làng. Nàng đẹp, nhưng không phải là nét đẹp lao động như đảng vẫn thường ca ngợi, mà là một nhan sắc nhàn hạ, kiêu sa. Nếu Hợp cứ tiếp tục lam lũ, chỉ một thời gian sau, da sẽ rám đen, chân tay nứt nẻ, dáng đi cục mịch. Chừng đó, giữa Hợp và những cô gái khác, chẳng hạn như cái rượu nhà bà Cửu, thì sự cách biệt sẽ chẳng còn bao nhiêu. Thụ nói nhỏ như than một mình: "Biết làm thế nào bây giờ, không lao động thì lấy gì mà ăn?" Nói chuyện lan man một lúc, hai người lại xoay trở về chỗ bế tắc của cuộc tình mà mỗi lần gặp nhau Thụ và Hợp không thể nào tránh khỏi. Và vẫn như thường lệ, Thụ luôn luôn trấn an: "Em đừng lo lắng quá, rồi anh sẽ tìm cách giải quyết. Anh sẽ trình thẳng với anh Quảng, nhờ đồng chí ấy giúp đỡ." Nói thế nhưng chính Thụ còn lo hơn cả Hợp. Cơm nước xong hai người đi ngủ, Hợp bằng lòng nằm chung giường với Thụ, nhưng cũng chỉ nằm suông thôi, không có chuyện gì xảy ra. Thụ chăn trở cả đêm mà chẳng gỡ gạc gì được. Buổi sáng Thụ đạp xe về nhà rất sớm. Anh đóng cửa, dọn dẹp tắm rửa và mãi đến xế chiều mới mò ra trụ sở gặp ủy ban để nhận lại công tác. Thụ vừa bắt tay nhiễu thì nghe Tạo nói: "Anh Quảng có dặn tôi là hết đồng chí về thì bảo đồng chí lên ngay gặp anh ấy." Thụ nhìn đồng hồ trên tường, lắc đầu rồi quẹo xe ra con lộ chính. Ở trên huyện, Quảng vừa ăn cơm xong, đang ngồi uống nước xỉa răng thì Thụ đến. Thoáng thấy anh dựng xe đạp ngoài cửa, Quảng đã vội đứng dậy ra đón. Quảng nhớ ngay tới Hợp và lòng dậy lên một cảm giác vừa lo âu vừa hồi hộp. Không biết Hợp đã nói cho Thụ biết câu chuyện bí mật cách đây hơn nửa năm chưa? Gã đăm đăm nhìn Thụ, làm như có thể khám phá ra được câu trả lời đang ám ảnh trong đầu. Chiến thuật của Quảng bây giờ là làm thế nào để chứng tỏ gã không ngăn cản chuyện tình của Thụ, khiến Thụ cảm phục và tin tưởng ở gã. Và Hợp không uất ức đến độ phải phun ra câu chuyện bỉ ổi của Quảng. Lâu dần, thời gian sẽ làm phai câu chuyện. Chừng đó Hợp có nói thì chắc Thụ cũng không tin, và Quảng sẽ chỉ việc dùng đảng ủy Xuân Thành đứng ra ép buộc Thụ chấm dứt cuộc tình. Đành rằng lời đe dọa của Quảng vẫn ám ảnh Hợp. Nhưng ai mà ngờ được trước sự liều lĩnh của một con người khi bị dồn vào đường cùng. Quảng nghĩ thế, cho nên dù thâm tâm không tán thành, bề ngoài Quảng vẫn dịu dàng hứa hẹn. Thụ bước vào cửa, Quảng nói như reo: "Về rồi đấy à, tiếp thu tốt chứ?" Thụ theo sau Quảng vào phòng và vui vẻ đáp: "Bẩm tốt anh." Quảng kéo ghế cho Thụ ngồi, gọi cần vụ pha trà và bảo Thụ: "Cậu đi học, Tạo với Nhiễu ở nhà làm ăn kém quá. 900 tấn thóc nghĩa vụ năm nay chỉ được có gần một nửa. Mình đang chán quá, không biết sẽ ăn nói làm thế nào với tỉnh đây. Huyện ta có 4 xã, mình vẫn hy vọng nhiều nhất ở Xuân Thành, thế mà Tạo nó làm hỏng việc." Im lặng một chút, Quảng tỏ vẻ ân cần hỏi Thụ: "Đồng chí công tác ở Xuân Thành đã hơn một năm, đồng chí thấy thế nào?" Thụ trố mắt ngơ ngác nhìn Quảng, miệng ấp úng: "Thưa anh..." Quảng nghiêm nghị giải thích rõ hơn: "Ý tôi muốn hỏi về cá nhân đồng chí, đời sống hàng ngày, quan hệ với anh em trong chi bộ, quan hệ tình cảm, có điều gì vướng víu tồn tại hay không?" Thụ giật mình ngồi yên vì câu hỏi quá đột ngột. Anh mơ hồ cảm thấy chuyện tình cảm của mình đã lộ, mà nguyên do chính là lúc anh đi học, có
có kẻ lén báo cho Quảng biết, hoặc biết đâu mấy chục lá thư của Thụ chẳng đang nằm trong tay Quảng. Thụ suy nghĩ một lát rồi tự nhủ rằng đây là dịp để anh nói hết cho Quảng nghe. Vì dù sao bên cạnh Quảng, anh vẫn thấy mình nhỏ bé, và Quảng thì lúc nào cũng bao dung rộng lượng. Thụ ngẩng lên nói: "Thưa anh, chả có vấn đề gì cả. Tôi về Xuân Thành mới được có một năm thì anh cho đi học. Gần một năm ấy thì ngoài việc hợp tác bề bộn quá, suốt ngày tôi chỉ ở ngoài ruộng, thành ra cũng ít có dịp quan hệ với các đồng chí trong chi bộ. Tôi cũng biết thế là khuyết điểm, nhưng anh hiểu cho, vì là buổi đầu cần dồn hết thì giờ cho công tác." Người cần vụ bưng khay trà lên, Quảng rót vào hai ly, ân cần đẩy về phía Thụ và nói: "Ừ thì cứ cho là quan hệ của cậu với các đồng chí chưa được mật thiết lắm, nhưng còn quan hệ của cậu và cô Hợp thì thế nào?" Thụ giật mình bối rối, đã đoán trước rằng Quảng biết chuyện. Thế mà khi nghe Quảng hỏi, Thụ vẫn không thể thản nhiên được. Anh ngồi thẳng lên, lựa lời trình bày với Quảng. Anh định bụng sẽ không giấu điều gì nữa cả. Anh cũng muốn nhân dịp này trắc nghiệm lại nhận xét của Hợp, rằng em sợ chính ông Quảng ngăn cản chuyện của chúng mình. Cái nhận xét ấy của Hợp, anh muốn biết có đúng hay không. Còn đang nghĩ ngợi thì Quảng dịu dàng hỏi thêm: "Cậu yêu cô ta lắm phải không?" Thụ ngượng ngùng đáp: Thì anh đã biết ạ." Quảng gật đầu: "Ừ, cũng chẳng có gì lạ. Người như cô ta ai gặp mà không thích, nhất là cậu còn trẻ, mới hai mươi mấy tuổi đầu. Nhưng đứng về mặt lập trường, có khi nào cậu suy nghĩ về mối tình đó hay không? Mình hỏi thật, cứ thẳng thắn trả lời." Thụ im lặng vài giây rồi hỏi ngược lại Quảng: "Thưa anh hỏi như thế có nghĩa là anh cho rằng chuyện của chúng tôi sai trái, cần suy nghĩ lại hay sao ạ?" Quảng uống hớp nước rồi giải thích: "Thế này, trong lúc cậu vắng nhà thì anh em ở dưới Xuân Thành có lên xin ý kiến của tôi về chuyện của cậu. Phải nhìn vấn đề như thế này, anh em có thương cậu thì mới nói, đó là ý tốt của các đồng chí ấy. Các đồng chí ấy sợ rằng cậu mất cảnh giác, cho nên muốn bàn trước với tôi, rồi chờ cậu về thì sẽ trao đổi. Cứ ý tôi thì thực ra quá trình bản thân của cô Hợp không có gì xấu, nhưng cái quan hệ gia đình của cô ta thì nặng quá. Nặng thật. Bố mẹ thì địa chủ bóc lột, anh ruột thì theo Ngô Đình Diệm vào Nam làm lính đánh thuê. Biết đâu cái thằng ấy chẳng trở thành một thằng biệt kích, quay về đây phá hoại ngoài này. Thằng anh có Hợp, cho nên anh em dưới ấy thắc mắc cũng là phải." Thụ ngắt lời: "Báo cáo anh nghĩa là anh bảo tôi phải..." Quảng giơ tay nói: Khoan, để mình nói hết đã. Mình không bảo cậu phải cắt đứt với cô ta. Giải quyết vấn đề gì cũng phải có tình có lý, nhất là vấn đề tình cảm con người. Ta làm cách mạng, nhưng không phải vì thế mà ta khô khan tình cảm. Mình chỉ muốn cậu chậm một tí. Giả như cậu lấy cô ta từ một chỗ khác, rồi hai người đem nhau đến đây, chẳng ai biết gốc gác gì cả, thì chuyện lại dễ. Đằng này cô ta ở đây ai cũng biết, vợ chồng lão địa chủ Nguyễn Bá Hậu giàu nứt đố đổ vách ở làng này, ai cũng biết. Căng lắm. Từ từ vài năm nữa xem thế nào." Thụ thở phào khoan khoái: "Quảng dễ dãi quá, anh không ngờ." Thụ chen vào: "Thì tôi có định cưới cô ta ngay đâu." Quảng gật đầu: "Nhưng thế này, trong khi chờ đợi, cậu có trách nhiệm phải giáo dục cô ta, để cô ta trở thành người lao động tốt. Cô ta phải phấn đấu, rồi một hai năm sau, khi cô ta đã thay đổi thành phần, thì việc xây dựng không khó nữa. Tạm thời tránh đi lại nhiều, tiếp xúc giới hạn và kín đáo." Thụ càng cảm động. Những lời của Quảng thật chí tình. Từ trước đến nay, Thụ vẫn mang trong đầu một ý nghĩ: bất cứ chính sách gì Đảng và Nhà nước đề xuất, khi áp dụng cho nhân dân thì Quảng rất nghiêm túc, nhưng đối với cán bộ đảng viên thì Quảng rất linh động. Chính vì thế mà đàn em ai cũng yêu mến Quảng. Nhận xét ấy trước đây Thụ chỉ nghĩ tới nhưng chưa dám chắc lắm. Hôm nay anh mới thấy quả thực là đúng. Trong hàng ngũ đảng viên, Quảng coi như một giai cấp đặc biệt, và ngay cả thứ pháp lệnh của nhà nước, khi một đảng viên chấp hành không nghiêm, Quảng cũng không gay gắt phê bình, đôi khi còn bao che là đằng khác. Thụ run run đáp: "Vâng, tôi xin hứa với anh là tôi sẽ giúp cô ta tiến bộ cả về mặt tư tưởng lẫn lao động thực tiễn."
Quảng hài lòng vỗ về. Hôm cậu sắp đi học, tôi có nói với cậu rằng sớm muộn gì cậu cũng phải nắm chỉ đạo ở Xuân Thành, hoặc là công tác đảng, hoặc là công tác chính quyền. Vũ Tín nó làm việc cũng khá đấy, nhưng mà hẹp hòi quá, anh em không phục. Tạo thì lại mắc nhiều khuyết điểm, mà lại tai tiếng về cái tập ham ăn ham uống. Nhìn quanh ấy, thì chỉ thấy có mình cậu là khá. Phải phấn đấu nữa vào, đừng để mắc bất cứ khuyết điểm gì. Tôi tin ở cậu, sẽ có ngày cậu nắm chỉ đạo Xuân Thành. Cậu cố lên. Thụ nói nhỏ: cảm ơn anh, tôi sẽ cố gắng. Quảng nhìn đồng hồ và nói: khuya rồi, cậu về thôi, cả muộn quá. Thụ đẩy ghế đứng dậy, cầm nón cối và nói: vâng, tôi xin kiếu anh. Ngồi trên chiếc xe đạp không đèn lao đi trong bóng tối, Thụ khoan khoái vô cùng, như vừa chút được một gánh nặng đè nén trong tim cả năm nay. Anh muốn phóng thật nhanh về Xuân Thành, đến thẳng nhà Hợp để báo cho Hợp bản tin vui ấy. Anh cũng muốn nhấn mạnh cho Hợp biết rằng nàng đã lầm lẫn về Quảng, luôn luôn cho rằng Quảng là người khó khăn, nghiêm túc. Nửa đêm anh gõ cửa nhà Hợp. Trong nhà tối om, Hợp đã ngủ được một giấc khá dài. Thụ bắt nàng ngồi lên, sung sướng tường thuật câu chuyện vừa qua với cả một niềm háo hức. Bấy lâu nay, từ khi yêu Hợp, anh chỉ lo lắng có thế thôi. Quảng là mấu chốt giải quyết vấn đề. Một khi Quảng đã không ngăn cản, thì đảng ủy Xuân Thành cũng phải xuôi theo mà lờ đi, mặc Thụ làm gì thì làm. Nhưng lạ quá, bản tin hồ hởi như thế mà Hợp vẫn dửng dưng. Bên ngọn đèn nhỏ, đầu nàng cúi xuống yên lặng nghe Thụ kể, và không tỏ vẻ chia sẻ với Thụ. Thâm tâm Hợp, nàng không bao giờ tin rằng Quảng thực tình chấp nhận cho hai người yêu nhau. Hợp bây giờ như con chim đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao một lần rồi. Từ lần sau đậu vào bất cứ cái cành nào cũng sợ. Thụ khuyên nàng vào hợp tác xã, nàng yên lặng không đáp. Thụ đề nghị nàng tham gia vài sinh hoạt khác trong xã, Hợp cũng không trả lời. Thụ đòi ngủ lại, Hợp cương quyết đuổi anh về. Thụ rất áy náy trong lòng, nhưng không dám cãi lời Hợp, đành bỏ ra về. Những ngày kế tiếp, chuyện tình của Thụ và Hợp tương đối lắng đọng. Họ ít gặp nhau hơn, hoặc khi cần tiếp xúc thì luôn luôn cẩn thận hẹn hò ở những chỗ thật vắng vẻ. Thụ tránh đến nhà Hợp, và Hợp thì chưa bao giờ đặt chân đến nơi Thụ ở. Tuy thế, tiếng đồn trong thôn trong xã lan đi rất mau. Hầu như ai cũng biết, và cái biết ấy đã tạo nên những luồng dư luận đối nghịch hẳn nhau. Riêng các đồng chí của Thụ, đây là thời điểm mà ai cũng bận tâm suy nghĩ, vì Hội đồng Nhân dân sắp bầu lại. Họ phải tạm quên hết mọi chuyện, kể cả chuyện của Thụ, để lao vào những toan tính riêng tư của mỗi người trước khi đảng giới thiệu người ra ứng cử. Đầu năm 1960, Vũ Tín cho triệu tập phiên họp toàn chi bộ đảng, nghĩa là gồm tất cả mọi đảng viên, không cứ phải là cấp ủy. Vẫn chỉ có 11 đứa chia nhau cư ngụ rải rác trong 7 thôn để tiện việc theo dõi nhân dân. Hôm nay lục tục kéo về văn phòng ủy ban hành chính lúc 7 giờ tối. Mặt mũi ai cũng nghiêm trọng, đoán sắp có những thay đổi mà chưa biết sự thay đổi ấy sẽ tốt hay xấu đối với cá nhân của mỗi người. Theo thông lệ, cứ trước mùa bầu cử Hội đồng Nhân dân thì chi bộ đều phải họp để làm 3 công việc. Thứ nhất, chọn người vào đảng ủy. Thứ nhì, đưa người ra ứng cử. Và thứ ba, sắp xếp lại bộ máy chính quyền sắp tới, bởi vì trước khi bầu cử đã biết chắc là sẽ đắc cử. Trên nguyên tắc, nhân dân bầu ra Hội đồng Nhân dân, rồi Hội đồng Nhân dân sẽ bầu ra Ủy ban Nhân dân, tức là guồng máy chính quyền xã. Nhưng trên thực tế, nó chỉ là một thủ tục vẽ vời để tô điểm cho cái vỏ dân chủ giả tạo của chế độ mà thôi. Tất cả những hoạch định nhịp nhàng ấy đều sẽ được bàn cãi tại phiên họp đêm nay do Bí thư xã Vũ Tín chủ tọa. Người ta đến hội nghị bằng những tâm trạng và ý nghĩ rất khác nhau, nhưng tựu chung thì kẻ lo âu nhất vẫn là chủ tịch Tạo. 2 năm liên tiếp thu mua lương thực thất bại, sinh hoạt trong dân trong xã dậm chân tại chỗ, không có một bước tiến nhỏ nào khả dĩ đáng gọi là chút quà ghi vào thành tích. Cái ghế chủ tịch khó lòng mà đứng vững nổi. Ngược lại với Tạo là Nhiễu. Nhiễu vô cùng hồi hộp, phen này thế nào Tạo cũng xuống để Nhiễu lên thay. Tất cả những chuẩn bị của Nhiễu và Mít, vợ gã, coi như chu đáo lắm rồi. Đêm hôm qua vợ chồng thức khuya ôn lại những bước tiến của mình xem còn thiếu thứ gì nữa hay không. Sáng nay Nhiễu đạp xe một vòng thăm các đồng chí trong đảng ủy, nhân tiện ghé ra ruộng gặp Thụ để báo cho Thụ bản tin quan trọng mà Nhiễu đã cố ý giấu kín cho đến phút chót.
đó là chuyện Tạo kiểm duyệt thư của Thục. Đại khái con đường của Nhiễu như thế, gây thêm vây cánh và cô lập Tạo, lại thêm bà vợ lặn lội ra chợ thường xuyên rỉ tai nói xấu Tạo và nói tăng uy tín cho chồng. Cho nên hôm nay đến hội nghị, Nhiễu tin tưởng lắm, thế nào lát nữa đây cũng được nhìn nét mặt sượng sùng của Tạo khi các đồng chí xúm vào chỉ trích. Trên bàn chủ tọa, Vũ Tín vừa phổ biến mục đích yêu cầu và hô hào mọi người sôi nổi giúp đỡ nhau. Cả văn phòng yên lặng, chiếc điếu cày cũng tạm ngưng làm việc. 11 cái đầu cúi thấp ra chiều đăm chiêu lắm. Một lúc sau biết rằng không nói cũng không được, Tạo đành tự phê. Gã nhắc đến cái khuyết điểm mà ai cũng đã biết, đó là làm chưa tốt công tác thu mua lương thực. Tạo vòng vo phân tích một hồi rồi ngồi xuống. Cả phòng là im. Nhiễu đưa mắt nhìn quanh, bắt đầu từ Thụ, Lai, Hối và mấy đảng viên khác mà Nhiễu đã tốn công rỉ tai trước đây. Nhưng lạ quá, vẫn chẳng có đứa nào chịu lên tiếng như Nhiễu chủ quan dự đoán. Về phần Nhiễu, dĩ nhiên gã không thể muối mặt đứng lên phê bình Tạo được. Lý do là hai năm nay làm việc chung bên cạnh nhau, chủ tịch và ủy viên thư ký, trên thực tế bao giờ cũng gắn bó và chia sẻ trách nhiệm. Chẳng lẽ bây giờ lại để lộ ra cái âm mưu đâm sau lưng của mình? Nhiễu cúi xuống, nén tiếng thở dài. Nhưng bất chợt, Hoa, ủy viên phụ nữ, giơ tay và nói lớn. Tôi xin phát biểu. Tôi rất là tán thành đồng chí Tạo tự phê bình. Nhưng tự phê như thế thì cũng chưa thể gọi là tự phê thành khẩn và tự giác được. Nhận rằng mình có khuyết điểm, chưa làm tốt công tác lương thực, nhưng rồi lại quanh co đổ lỗi cho người khác. Nào là ý thức quần chúng chưa cao, nào là cán bộ hợp tác thiếu kinh nghiệm, nào là vận động chính trị chưa hoàn chỉnh, cái gì gì đấy, đủ thứ. Như thế thì hỏi rằng còn tự phê để làm gì nữa? Tự phê bình tức là tự giác nhìn ra điểm yếu của mình rồi phấn đấu khắc phục, chứ tự phê đâu có phải là tố cáo người khác để chạy tội cho mình. Nhiễu và cả phòng họp há mồm nhìn Hoa, người nữ đảng viên duy nhất của Xuân Thành quanh năm vốn chỉ là cái bóng mờ trong chi bộ, bây giờ đột nhiên hung hăng như thế. Nhiễu phấn khởi quá, đúng là cóc mở miệng. Nhiễu thầm nhủ và ngước mắt nhìn Hoa cảm phục. Giọng Hoa càng nói lại càng gay gắt hơn. Đã nói thì nói luôn thể, nói một lần cho xong, cho hết, để cùng rút kinh nghiệm. Chẳng hạn như cái đám cưới thằng Tèo năm ngoái năm kia gì đấy, ủy ban cho phép nó mua đến 7 cân thịt lợn rồi giết 4 con gà. Ai ký giấy phép ấy chứ? Chính sách thì đã ban hành, cấm lạm sát gia súc, học tập đời sống mới, cấm chè chén linh đình lãng phí. Ủy ban kéo đến ăn, đã thấy tận mắt, nào là cơm tẻ cơm nếp khuân lên un un, trong khi thóc bán cho nhà nước không đủ, nào rượu ngang rượu lậu chất đầy hàng chum, thịt thà thì chả thiếu thứ gì cả. Chúng ta nắm chính quyền trong tay, ta cho dân học tập chính sách, thế mà ủy ban lại công khai đến đánh chén với những cái đứa mà vi phạm chính sách. Hỏi rằng quần chúng mà đánh giá chính quyền ra sao? Gạo lậu, thịt lậu, rượu lậu, nó khoe ra sờ sờ trước mắt như thế mà các đồng chí cứ gục mặt vào ăn uống, hỏi nhân dân sẽ nghĩ thế nào về chúng ta? Nhiễu tái mặt. Con mẹ này thế mà hăng, chả kiêng nể gì cả. Hay là nó cũng lăm le cái ghế chủ tịch? Hoa tiếp tục gào. Lại còn cái đám cưới của chàng Quốc và cô Nhi nữa. Ủy ban và đoàn thanh niên đứng ra tổ chức, lễ tuyên bố tại trường học để làm cái gì? Mục đích là để nhân dân xem đấy mà học tập theo. Ấy thế mà ngay sau cái đám cưới, một số các đồng chí lại kéo nhau lại nhà cô Nhi, ăn uống cho đến gần sáng mới giải tán. Còn cái lão Tú hai vợ nữa, ta đã biết nó thuộc thành phần trí thức cần theo dõi. Chính anh Quảng là cũng đã có lần nhắc nhở. Tại sao các đồng chí vẫn cho nó đi vớt củi? Đồng chí Tạo hay là đồng chí Nhiễu, khi xét đơn, chắc phải biết là nó không thật tâm đi vớt củi, mà chỉ mượn cớ để quan hệ với những thành phần mờ ám khác. Thế mà vẫn ký cho nó là thế nào? Phòng họp im phăng phắc. Tất cả mọi cặp mắt đều mở thật lớn để nhìn cho rõ khuôn mặt quanh năm trầm lặng đến độ bị gán là lồ đồ, bây giờ bỗng vùng lên chỉ trích tứ tung. Tạo và Nhiễu thì cay đắng cúi mặt. Trước hiệp định Geneva, Hoa vốn chỉ là một đảng viên cơ sở, đảm trách việc liên lạc và bí mật che giấu cán bộ Việt Minh ở nhà mình. Công việc ấy cũng nguy hiểm lắm,
Bởi vì Xuân Thành thuộc vùng quốc gia, nền móng cách mạng rất yếu. Sau năm 54, Hoa phụ trách công tác phụ nữ cho xã, đồng thời bắt đầu đi học bổ túc văn hóa. Đến nay đã xong lớp 4, làm được những bài toán đố đơn giản. Hoa năm nay 36 tuổi, chưa có chồng lần nào, và dĩ nhiên nhan sắc rất èo uột. Hoa biết mình thua kém tất cả các đồng chí trong chi bộ. Nhưng hôm nay chị hung hăng chỉ trích là bởi vì chị nhận lệnh bí mật của bí thư Vũ Tín mà chẳng có ai trong chi bộ ngờ tới. Sau lời phê bình của Hoa, Tạo hoàn toàn bất động. Nói gì nữa bây giờ? Gỡ một khuyết điểm nhỏ đâu có mang lại chút uy tín nào, bởi vì bao nhiêu khuyết điểm khác đang vây chặt lấy gã. Miệng Tạo đắng chát, cổ họng khô như người vừa lên cơn sốt. Phê bình như thế thì thật là cạn tàu giáo máng. Ngay cả những thằng thường ngày ghét Tạo nhất cũng không nỡ nặng tay đến như vậy. Thụ giơ tay xin phát biểu. Báo cáo các đồng chí, vấn đề phát triển đảng viên không thấy các đồng chí nêu lên, tôi hơi thắc mắc. Tôi về công tác ở đây đã 2 năm, con số 11 đảng viên vẫn y nguyên không thêm được người nào cả, trong khi chúng ta thiếu cán bộ làm việc. Thụ nói câu đó để cho có mà thôi, chứ thực ra anh chẳng nhắm vào ai. Anh thấy không khí ngột ngạt khó chịu quá thì anh phát biểu đại một câu để thay đổi. Vũ Tín cảm thấy cần cắt ngang phần phê bình, vì chửi như thế đã quá đủ rồi. Hội nghị bàn một hồi lan sang cả vấn đề sắp xếp lại bộ máy chính quyền. Nhiễu rất sốt ruột vì chủ tịch Tạo sau bao nhiêu lời tố giác nặng nề của Hoa như thế mà vẫn chưa chịu đứng dậy xin từ chức. Không lẽ nó lại lì lợm vô liêm sỉ đến thế? Nhiễu tự hỏi. Người ta nói như nhổ vào mặt mà vẫn ngồi yên được. Nhiễu đành phải giơ tay nhắc khéo. Về công tác chính quyền sắp tới, tôi xin có vài lời. Đồng chí Tạo tuy có mắc vài khuyết điểm nhỏ, nhưng có lẽ đồng chí ấy cứ ở lại nắm chủ tịch thì tiện hơn, vì đồng chí ấy quen việc rồi. Tôi cũng nhất trí với chị Hoa là đồng chí Tạo chưa làm tốt công tác lương thực 2 năm liên tiếp, và một số mặt khác thì cũng chưa được tốt lắm, có gây tai tiếng trong quần chúng. Nhưng mà tạm thời ta chưa có người thay thì đề nghị anh Tạo cứ ở lại. Vũ Tín lắc đầu. Đồng chí Tạo ở lại bên chính quyền không có lợi, ít ra là lúc này. Hôm qua chúng tôi có trao đổi và đồng chí Tạo dứt khoát xin thôi. Phân công việc gì thì chờ bầu cử Hội đồng Nhân dân xong mình mới tính. Câu này thì Vũ Tín bịa ra để chữa ngượng cho Tạo, bởi vì Tín tế nhị không muốn nói thẳng ra là cách chức Tạo. Mọi người tán thành ngay. Riêng Nhiễu là đứa hài lòng nhất, nhưng lại thở dài nhìn Tạo làm bộ chia sẻ. Vũ Tín cúi xuống tờ giấy, nhẩm đọc rồi ngẩng lên nói. Còn về việc phân công công tác thì có vài thay đổi như thế này. Báo cáo các đồng chí là đồng chí Thụ sẽ nắm chủ tịch Ủy ban Nhân dân thay cho đồng chí Tạo. Mọi cặp mắt đều nhất loạt hướng về Thụ. Mấy cái mồm mấp máy toan lên tiếng phản đối, nhưng Vũ Tín biết trước nên Vũ Tín giơ tay và chặn họng ngay. Đây là gợi ý của huyện ủy, nói đúng ra là của đồng chí bí thư. Cả phòng tịt ngòi hết ý kiến. Hóa ra Quảng đã ngấm ngầm chỉ thị, thế thì còn bàn cãi làm gì nữa. Mọi người chăm chú hết nhìn Thụ lại quay sang Tạo. Họ quên hẳn nét mặt nhợt nhạt của Nhiễu ngay bên cạnh Tạo. Chao ôi, thế là hết. Bao nhiêu vận động từ trước đến nay kể như đổ xuống sông. Nhiễu chợt thương cho Tạo và xấu hổ vì thấy mình vừa nhỏ nhen vừa khờ khạo. Nhỏ nhen vì đã rình rập moi ra đủ phương cách để hại Tạo, khờ khạo vì làm cỗ sẵn cho người ta sơi. Bí thư Vũ Tín lại nói tiếp. Còn đồng chí Tạo thì tôi đề nghị tạm thời sang làm phó bí thư. Lúc này công tác đảng ủy nhiều quá, có đồng chí ấy phụ với tôi thì có thể giải quyết tốt nhiều công việc. Đồng chí Nhiễu thì vẫn ở lại nắm ủy viên thư ký. Việc giấy tờ thì chả ai thạo bằng đồng chí Nhiễu. Đồng chí Hối vẫn nắm công an, nhưng đề nghị đồng chí chuyển hẳn sang Xuân Vang, tức là xóm giáo, ở luôn bên đấy với đồng chí Lai. Đại khái thì sự thay đổi không bao nhiêu. Hoa ra coi hợp tác xã thay cho Thụ, còn lại đa số thì vẫn như cũ. Mọi người uể oải giải tán. Vũ Tín giữ
Hối trưởng đồn công an lại và dặn: "Này, cái ngày trước Tạo nó có đề nghị là phải theo dõi thật sát cái xóm giáo, nhưng mà lúc ấy tình hình chưa căng lắm. Gần đây tôi được báo cáo có nhiều dấu hiệu nguy hiểm, đồng chí dọn hẳn sang bên ấy thì có lợi hơn." Hối gật đầu. Tín nhìn quanh tìm Thụ, nhưng Thụ đã lẻn ra ngoài và đạp xe về rồi. Đảng ủy Xuân Thành từ khi sắp xếp lại bộ máy chính quyền, tình hình đảng viên trở nên khá phức tạp. Thụ thì hết sức hăng say nhiệm vụ mới. Anh đề nghị đổi giờ hành chánh, tổ chức thêm đội dân quân, tăng cường văn nghệ động viên sản xuất, mở thêm 2 con kinh dẫn nước thủy lợi từ sông và cánh đồng hợp tác. Tất cả chỉ nhằm một mục đích rất tiểu tư sản, là anh phấn đấu để lấy được Hợp như lời Quảng đã hứa hẹn. Anh cũng thúc giục Hợp đem ruộng gia nhập hợp tác xã, lao động với mọi người để huyện ủy thấy Hợp tiến bộ và chấp thuận cho hai người xây dựng với nhau. Vũ Tín lúc này không quan tâm đến việc của xã nữa, vì Vũ Tín vừa được Quảng hứa là sẽ cất nhắc lên huyện và có thể ứng cử vào cấp ủy. Thành ra Tín hồ hởi lắm. Trước mắt gã chỉ sợ tai tiếng xảy ra tại Xuân Thành mà Tín phải liên đới trách nhiệm. Thụ đưa ý kiến gì Vũ Tín tán thành ngay. Gã làm việc lấy lệ, ung dung chờ ngày lên huyện. Chỉ riêng Tạo và Nhiễu thì lúc nào cũng hờn dỗi và bất hợp tác với Thụ. Thụ biết thế nhưng vẫn thăm hỏi, và bất cứ điều gì anh định làm anh đều tế nhị bàn với Nhiễu trước. Câu trả lời thường xuyên của Nhiễu luôn luôn cay đắng. Chẳng hạn như: "Tôi ngồi ở đây mấy năm nay cũng chỉ có vì thôi. Mọi chủ trương đều do ông Tạo ông quyết định cả. Đồng chí hỏi ông ấy thì hơn." Thụ lại kiên nhẫn chạy qua Tạo, và Tạo cũng hờn mát tương tự như Nhiễu. Việc gì thì nó cũng có cái quy luật của nó cả. Điều hành sinh hoạt của mấy ngàn dân đâu có phải là dễ. 2 năm tôi nắm chủ tịch, năm nào cũng bị đánh giá thấp, thiếu năng lực. Thì tôi còn biết quái gì nữa mà mở mồm nói với đồng chí. Thôi, đồng chí tự phát huy sáng kiến mà làm lấy thì hơn. Thụ bực lắm, nhưng anh cố nhịn. Đứng trước đảng ai cũng như ai, nhiệm vụ nào cũng quan trọng như nhau, chức vụ chỉ là phân công. Bài học thì thế đấy, nói nghe rất dễ, nhưng thực tế thì trái ngược. Tạo mất chức chủ tịch, cay cú và giận dỗi. Từ đó gã có cảm tưởng như Thụ đã đi đường tắt, luôn lọt huyện ủy để hất cẳng gã. Dân làng theo thói quen gặp Tạo ở đâu, họ vẫn chào ông chủ tịch. Tiếng chào ấy ngày xưa Tạo nghe rất suông tai, bây giờ thấy như lời mỉa mai chê trách. Tạo có cảm tưởng ai cũng nhìn mình bằng cặp mắt khinh thường, bất kính. Mà thực ra từ trước đến nay, ngay cả lúc Tạo còn ngồi ghế chủ tịch, đã có ai kính trọng gã đâu. Trước mắt Thụ, Tạo lạnh nhạt, sau lưng Thụ Tạo nói xấu cả Thụ lẫn Hợp. Cho nên một lần tức quá, Thụ nói thẳng: "Tôi ngồi ghế chủ tịch chẳng qua cũng chỉ vì trên chỉ định, chứ cá nhân tôi có tha thiết gì. Nhưng mà đảng ủy đã giao nhiệm vụ của tôi thì tôi phải hoàn thành. Cái việc đồng chí thất bại 2 năm liên tiếp nào có phải là lỗi tại tôi mà đồng chí oán tôi. Tôi biết đồng chí đang nói gì về tôi, nhưng tôi cóc cần. Đến mấy chục lá thư của tôi đồng chí lạm quyền bóc ra xem rồi vứt bỏ. Tôi còn chả thèm đả động đến, huống nữa là... Thôi tùy đấy, muốn tử tế với nhau thì tử tế, không thì đây cũng đách cặt." Tạo tái mặt, há mồm kinh hãi. Thế là giải quyết xong Tạo. Thụ lại đi tìm Nhiễu. Anh vẫn tức, và lỡ cho lỡ luôn, anh đem vài công tác chung ra hỏi Nhiễu. Nhiễu vẫn đáp bằng cái điệp khúc cũ: "Tùy đồng chí thôi, đồng chí là chủ tịch mà, đồng chí bảo sao thì tôi làm vậy." Thụ nhìn thẳng vào mặt Nhiễu và nói: "Đảng ủy phân công cá nhân phụ trách, tập thể trách nhiệm. Đồng chí là ủy viên thư ký, theo nguyên tắc cùng chia sẻ công tác với tôi. Nào có phải tự dưng tôi nhảy lấy vồ cái ghế chủ tịch từ tay ông Tạo. Nếu như vợ đồng chí không xúi giục người ta đừng bán thóc cho nhà nước thì ông Tạo vẫn ngồi đây, đồng chí vẫn là ủy viên thư ký, chứ có thay đổi gì?" Nhiễu tái mặt run lẩy bẩy. Nếu Thụ đem việc này báo cáo lên xã ủy và huyện ủy thì chẳng những Nhiễu sẽ bị kỷ luật, mà việc đầu tiên là không còn mặt mũi nào nhìn thấy Tạo nữa. Chửi xong Tạo và Nhiễu, Thụ cũng hơi hối hận. Anh là người đa cảm, hữu khuynh, ngại phê bình người khác, không thích nhìn người khác ngượng ngập. Nhưng anh phải bảo vệ chính anh, phải làm cho hai cái mồm kia câm đi thì anh mới có hy vọng lấy được Hợp sau này. Buổi tối, về nằm trên võng mắc ngoài hiên, Thụ tự nhủ: cá nhân hết, bản vị hết. Anh thấy rõ đảng viên suy từ bản thân anh đến những người chung quanh, ai cũng chỉ vì mình. Bài học đầu tiên của cán bộ cách mạng là quên mình để phục vụ xã hội.
xã hội giàu sang thì cán bộ đảng viên cũng sẽ có một phần trong đó. Nhưng đã mấy ai làm được, cố gắng đóng kịch mãi thì cũng có lúc phải lộ ra bản chất. Chỉ tiếc một điều là Thụ không đủ trí óc để suy nghĩ xa hơn về cả một lý thuyết anh đã học. Thứ lý thuyết ấy là từ căn bản đã phản lại tự nhiên của con người rồi. Từ hôm ấy, Thụ ít liên lạc với Tạo và Nhiễu, thì anh cứ coi như không có mặt tại văn phòng. Mọi việc trong phần hành của Thụ, anh chỉ bàn qua với Phó Chủ tịch Lai rồi thực hiện ngay. Ngược lại, Nhiễu đâm ra sợ Thụ. Dĩ nhiên Nhiễu vẫn buồn lắm. Không buồn sao được khi mà vợ gã cứ thỉnh thoảng lại chua chát nhắc nhở. Cái số anh thật là số ăn mày. Hết dọn mâm cho cái thằng Tạo nó rơi rồi bây giờ đến lượt cái thằng Thụ. Vài lần thì Nhiễu lờ đi, nhưng nghe mãi đâm bực. Gã lại nhận ra một điều là con vợ mình hỗn quá, gọi ai cũng gọi bằng đứa hay bằng thằng, chả kiêng nể gì cả. Nhiễu ham địa vị chức tước, nhưng cái ham của gã không bằng một phần nhỏ so với vợ gã là Mít. Cho nên có gần Nhiễu nạt: liệu mà câm bớt cái mồm lại, để từ từ rồi tôi tính, cứ oang oang cái mồm cho có ngày khốn vào thân. Vợ Nhiễu chẳng vừa: tôi nói thế không phải à, sợ đứa nào mà phải im. Nhiễu trừng mắt dọa: này, có đứa nó tố cáo là nhà tuyên truyền cho người ta chống chính sách thu mua lương thực đấy, tôi đang phải tìm cách dìm đi đấy. Khôn hồn thì đừng có nói giả nữa. Nhưng vợ Nhiễu không sợ: tôi thách cả nhà chúng nó đấy, đi mà kiện. Con này mà vào tù khối đứa chết đấy. Nhiễu lắc đầu thở dài. Gã không ngờ cái đứa con gái lò rèn mới hôm nào còn lem luốc ngồi dạng chân thụt ống bể ngoài chợ, bây giờ được Nhiễu cất nhắc lên đã không biết điều, lại còn mất dạy chửi bới lung tung. Thế là từ chỗ giận vợ, Nhiễu lại thấy Thụ là người tử tế. Ừ, giá nó không thèm nói gì với mình, cứ lẳng lặng báo cáo với đảng ủy xã và huyện ủy thì mình bỏ mẹ. Và lại Nhiễu cũng nhận ra là Thụ quả thực không hề bon chen giành giật chức tước. Hơn thế nữa, nếu căn cứ theo số phiếu hôm bầu cử hội đồng nhân dân thì Thụ vẫn đứng đầu cơ mà, còn Nhiễu tỷ lệ đắc cử gần áp chót. Cái chân thư ký giữ lại được vì quen việc chứ không phải là vì có khả năng. Nhiễu ngẫm nghĩ và thấy mình nhỏ nhen quá, giận cá chém thớt cho nên oan cho Thụ. Nhiễu mon men tìm cách làm lành. Và một hôm cao hứng, gã rủ Thụ bơi thuyền đi câu rồi nhỏ nhẹ nói: anh Thụ ạ, nhà tôi nó có cái lật tật lắm mồm, gặp đâu nói đấy, anh đừng để bụng anh Thụ nhé. Thụ cảm động lắm đáp lại: đồng chí Nhiễu à, chúng ta là đảng viên, là cán bộ cách mạng, chúng ta làm việc vì nhân dân không vì cá nhân. Đồng chí hiểu tôi rất cảm ơn đồng chí. Còn việc chị ấy á, thì tôi chỉ nói riêng với đồng chí thôi. Người ta bảo khôn dồn ra miệng là khôn dại, đồng chí nên khéo léo khuyên chị ấy bớt liên hệ với những thành phần xấu thì tốt hơn. Thế là Thụ giải quyết xong một cái gai bên cạnh. Bây giờ chỉ còn Tạo, mà thực tâm Thụ cũng muốn hòa giải cho đỡ vướng víu khi làm việc. Tạo lúc này tránh gặp bất cứ ai trong đảng ủy. Gã buồn, sinh ra tật uống rượu và cờ bạc. Gã thường lang thang theo các con đường làng lúc vắng vẻ, bẻ trộm mấy ngọn măng non đem về luộc, chấm nước mắm chanh, làm mồi uống rượu. Thỉnh thoảng Tạo còn lao vào sòng sóc đĩa, ăn thua đủ với thiên hạ. Vũ Tín đã cảnh cáo nhiều lần, dọa báo cáo huyện, Tạo vẫn bất chấp không thèm nghe. Bằng đi một thời gian, bỗng dưng Tạo ngoan ngoãn trở lại. Vũ Tín và Thụ ngạc nhiên lắm, nhưng không tìm ra nguyên cớ. Thì một hôm Tạo hớt hải chạy đi tìm Tín. Hôm ấy cả xã vừa thưởng thức xong đêm văn nghệ rất công phu mà rượu là cột trụ, để mừng kế hoạch 5 năm lần thứ nhất 1961-1965 đảng vừa đề ra. Tạo run lập cập bảo Tín: bỏ mẹ tôi rồi anh Tín ơi. Vũ Tín gắt nhẹ: cái gì, tại sao lại bỏ mẹ? Tạo dậm chân kêu lên: Cái rượu nó vừa bảo với tôi là nó có mang, làm thế nào bây giờ? Hóa ra thôi cờ bạc thì Tạo chuyển sang giai gái. Thằng này hủ hóa quá mất rồi. Cả hai tháng nay cái rượu và toán văn công dọn về tập dượt ở nhà Tạo. Thế là kết quả trông thấy. Vũ Tín trấn an: có mang thì có mang chứ việc gì phải cuống lên, cưới chứ làm sao. Tạo tha thiết: anh đứng ra tổ chức hộ chúng tôi anh Tín nhé. Vũ Tín nhấn mạnh: cả đảng ủy, cả ủy ban sẽ đứng ra, cậu không phải lo gì cả, tôi sẽ bàn với Thụ. Tạo suýt xoa:
chăm sự nhờ anh. Anh có thương á thì làm khẩn trương hộ tôi, chứ để cái bụng nó phình ra nom chướng mắt lắm. Thế là vui vẻ cả làng. Tạo không còn giờ và tâm trí để giận Thụ nữa. Gã đang lo cho gã và tương lai sau này khi đón Diệu về chung sống. Tình hình Xuân Thành trong hàng ngũ đảng viên như thế là tạm thời lắng dịu. Chuyện của Thụ và Hợp tuy chưa đến đâu nhưng cũng ít còn ai nhắc đến nữa. Một sáng chủ nhật, Hợp mò sang xóm giáo. Bính lúc này đã xin phép về ở hẳn với cha mẹ ruột, nhưng chủ nhật nào cũng sang dọn dẹp và phụ việc cho bố mẹ chồng. Hai vợ chồng Bính sống với nhau mới được có vài năm chưa con cái gì, thì chồng Bính trốn xuống Hải Phòng và theo đoàn người vào Nam tìm tự do. Xóm giáo có tất cả gần 10 người đàn bà lâm vào cảnh dở dang như Bính. Tuổi họ không còn trẻ lắm, nhưng chưa ai già. Hai năm đầu, Bính vẫn còn mong manh hy vọng sẽ có ngày tổng tuyển cử, hoặc ít ra nhà nước sẽ thi hành đúng Hiệp định Geneva. Ai muốn vào Nam thì sẽ thu xếp mở đường cho đi. Khoảng thời gian ấy, Bắc Nam còn trao đổi tin tức với nhau qua Ủy hội Quốc tế Kiểm soát Đình chiến. Dăm ba tháng, một tấm thiếp vàng ố ghi vài dòng chữ thông tin cũng đủ làm Bính ấm lòng mong đợi. Nhưng rồi nhà nước bãi bỏ hẳn việc liên lạc Bắc Nam, bức màn sắt hạ xuống, Bính bắt đầu tuyệt vọng. Cùng với những người đồng cảnh ngộ, Bính thường lân la gặp gỡ mà mục đích chỉ để than thở với nhau mà thôi. Từ những buồn bã riêng tư, Bính đánh mất luôn cả niềm tin tôn giáo. Cô không còn trông mong gì ở những lời cầu nguyện của cô sẽ đem lại bất cứ kết quả nhỏ nhoi nào cho việc gặp lại người chồng bên kia vĩ tuyến. Ông bà giáo Thanh hiểu con, thương con, suốt ngày trấn an khuyên nhủ. Riêng ông giáo còn đưa vào tâm hồn Bính một nguồn hy vọng mới mà chính cá nhân ông thực tâm mong đợi. Đó là ngày mà cụ Ngô sẽ bắc tiến đánh đuổi bọn vô thần miền Bắc, và con trai ông, chồng của Bính, sẽ trở về đi hàng đầu trong đoàn người giải phóng quê hương. Trong niềm tin ấy, ông giáo không biết phải làm gì để chuẩn bị. Ông chỉ mơ hồ cảm thấy là lúc nào cũng phải sẵn sàng, phải nuôi dưỡng tinh thần những người chung quanh, để một mai kia khi cần, họ và ông sẽ là những chiến sĩ hỗ trợ cụ Ngô ngay tại địa phương. Sống trong khuôn khổ một gia đình như vậy, Bính dần dần tiêm nhiễm một tư tưởng rất vững chắc mà cô không ngờ tới. Đó là sự căm thù cộng sản. Đối với những tín hữu như ông giáo Thanh, ghét cộng sản không còn là một suy nghĩ, một lựa chọn nữa, mà là một tín lý, một giáo điều. Gia đình con không theo thuyết cộng sản vô thần, đó là một câu kinh nhật tụng, không đọc lớn được thì đọc nhỏ trong miệng, chứ không thể đặt lại vấn đề được nữa. Có tôn giáo thì không có cộng sản, và ngược lại. Tất cả những ve vãn tạm thời, những câu văn vô nghĩa ghi trong hiến pháp nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là tôn trọng tự do tín ngưỡng. Ông hiểu ngay đó chỉ là những chiêu bài, những chiến thuật mà thôi. Từ hôm nghe đài nói về việc thành lập mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, ông giáo Thanh buồn lắm. Ông lo cho cụ Ngô không rảnh tay để đánh xa Bắc. Gần đây ông lại thấy miền Bắc dục dịch tuyển quân để đẩy vào miền Nam đánh Mỹ, làm lòng ông càng thêm lo sợ. Nhiều hôm ông ngồi thử suy nghĩ, chả thiết làm ăn gì nữa. Lúc này ông lại vừa thôi dạy học, vì trường sơ cấp của xóm giáo nơi ông gắn bó hơn 10 năm vừa dạy chữ vừa dạy kinh mới bị chính quyền giải tán. Ông về nhà xoay sang nghề đan tre. Ông thường ngồi ở hè, chung quanh ông là những mẩu tre tươi, những sợi mây và la liệt các thứ: thúng mùng, nong nia, dần sàng, rổ giá, phên cót, lớn nhỏ các cỡ. Vừa làm ông vừa bận tâm suy nghĩ, có khi hỏng việc phải tháo gỡ cả buổi. Hợp rất thân với Bính cho nên thường đến nhà ông giáo Thanh và có khi ăn cơm tối, rồi có hôm ngủ lại luôn ở đấy. Lâu lâu nàng cũng xin phép ông bà giáo cho Bính sang chơi với nàng một hai hôm. Vì ai cũng tin Hợp là người đàng hoàng nên Bính có giao dịch mật thiết với nàng cũng là điều tốt. Nhưng từ khi biết rõ chuyện tình của Hợp và Thụ, nhất là khi nghe tin Hợp đã vào hợp tác xã, Bính bất bình ra mặt và nhất quyết không gặp Hợp nữa. Bất đắc dĩ nhìn thấy Hợp ở đâu, Bính tránh mặt. Thậm chí có lần Hợp sang tận nhà tìm và biết Bính đang ngồi trong nhà, nhưng Bính vẫn sai đứa em chạy ra bảo chị Bính em đi vắng. Lúc đầu Hợp rất băn khoăn vì không hiểu mình đã làm gì mất lòng Bính. Về sau nàng lại tự ái cho rằng mình đã cố ý tìm gặp để hòa giải,
mà Bính cứ kênh kiệu. Hợp đâm bực và không thèm để ý đến Bính nữa. Nhưng những khi ngồi một mình ở nhà, Trạnh nhớ đến bao nhiêu lần Bính đã săn sóc giúp đỡ, nhất là buổi đầu dọn về đây không ai thân thích, lại bị Quảng làm nhục, đau đớn và tuyệt vọng. Chỉ có Bính ân cần bên cạnh, Hợp thấy món nợ ân nghĩa quá lớn và không thể phủi tay được. Nàng nhất định phải gặp Bính để hỏi cho ra lẽ. Hôm ấy Hợp bước nhanh vào sân thì ông Giáo Thanh và ông Tú đang ngồi trên hè phụ nhau cạp lại cái thúng lớn. Thấy Hợp, câu chuyện ngưng bặt. Hợp nói lớn: "Thưa bác ạ, ông Tú sang chơi ạ." Cả hai cùng đáp: "Không dám, không dám, chào cô." Hợp nói nhanh: "Thưa bác, con sang thăm hai bác với lại chị Bính ạ." Ông Giáo Thanh miễn cưỡng nói: "Em nó đang dở tay ở trong bếp ấy." Rồi ông quay lại gọi lớn: "Bính ơi, Bính ơi, cô Hợp sang chơi đây này." "Vâng vâng, bác để mặc con ạ." Và Hợp xăm xăm đi thẳng vào bếp. Ông Giáo Thanh và ông Tú vội vàng đổi đề tài. Mọi người trong nhà này đều đã bắt đầu nghi ngờ Hợp, cho nên họ luôn luôn đề phòng mỗi khi có Hợp bên cạnh. Ngồi cười lửa, biết Hợp đã đến sau lưng, Bính vẫn không thèm đứng dậy hoặc quay đầu lại. Hợp gọi: "Chị Bính." Bính lạnh nhạt đáp: "Vâng, cô." Hợp ngồi xuống bên cạnh, vịn hai tay vào vai Bính và nhìn nhanh nét mặt nặng trịch trịch của Bính. Nàng hỏi một câu thừa thãi: "Chị giận em hả?" Bính hờn dỗi nói: "Tôi làm sao giận cô? Cô bây giờ là bà chủ tịch rồi, tôi chả dại mà nói chuyện với cô. Cô nói một tiếng thì tôi đi tù mọt gông, chả dại cô ơi." Hợp không nhịn được nữa, cơn giận đã lên tới cổ. Nàng đứng dậy thở dài và nói nặng: "Tùy chị đấy, chị Bính à. Em thì em vẫn nhớ những gì mà chị đã giúp đỡ em. Nhưng mà thôi, mình muốn tử tế mà người ta chả tử tế thì biết làm sao bây giờ? Tình nghĩa là cái quái gì? Chào chị." Hợp vừa nói vừa quay ra cửa. Bính vội gọi giật lại: "Cô Hợp." Hợp dừng lại không nói gì, nước mắt đã tuôn ra. Bính đứng dậy nhường chiếc ghế gỗ thấp cho Hợp. Cô nhoài người với khúc cây dựng sát vách, lôi ra chiếc hỏa lò rồi ngồi lên đó. Hợp miễn cưỡng quay vào ngồi xuống. Bính hắng giọng, đầu vẫn cúi nhìn vào bếp lửa và nói: "Thế này nhá, cô đã coi tôi như chị của cô thì tôi chả ngại gì mà giấu cô nữa. Cô hỏi thì tôi xin nói thật một câu, được thì cô để, không được thì cô bỏ. Chứ cái việc mà cô đi lại với ông Thủ, thật chả còn ra làm sao cả." Hợp đã đoán trước nguyên nhân sự giận hờn của Bính là vì Thụ, nên nàng không ngạc nhiên. Nàng toan lên tiếng phân trần thì Bính xua tay nói tiếp: "Cô cứ để tôi nói đã, cô ghét thì tôi chịu, chứ tôi thương cô tôi thời phải nói. Tôi sinh ra thì nhà nghèo, chữ nghĩa thì không có bao nhiêu. Còn cô từ bé đã được cấp sách đi học, tôi tưởng dù sao thì cô học rộng hiểu nhiều hơn tôi chứ. Thế mà lại cô bây giờ tôi không biết nói làm sao, bây giờ lại tự dưng đi gian díu với một người cộng sản là như thế nào?" Bính toan nói là thằng cộng sản, nhưng lại sợ mích lòng Hợp quá, cho nên cô đổi sang một danh từ nhẹ nhàng hơn. Hợp cãi lại: "Kìa chị, anh Thụ là cán bộ chính quyền thật đấy, nhưng mà cán bộ thì nó cũng nhiều hạng chứ chị. Mấy năm nay ở Xuân Thành chị biết đấy, anh ấy có làm hại ai đâu, có bắt bớ giam cầm gì ai đâu." Bính kiên nhẫn giảng: "Nhưng mà cô à, cộng sản nào thì cũng là cộng sản thôi. Đến cha mẹ anh em chúng nó còn chả tha. Thử hỏi cô, tình cảm gì à những con người đấy? Chưa đến lúc nó phải hy sinh cô đấy thôi. Nhưng mà thì cứ cho là ông Thụ của cô tử tế đi, thì cô cũng không thể yêu ông ấy được. Thiên hạ ai muốn gian díu với ông ta thì cứ việc gian díu, chỉ riêng cô là không được." "Khoan, cô đừng có nóng, để tôi nói hết đã. Là bởi vì ông bà cụ thân sinh ra cô, chúng nó ghép vào cái thành phần địa chủ, là kẻ thù của chúng nó. Cái làng này cô nhớ chưa, chúng nó chặt đầu bao nhiêu người, chỉ có mình bố mẹ cô, may mà chúng nó sửa sai. Nhưng mà lại chết dân chết mòn thì cũng quá tội. Nhà cô thì nó lấy, nó tống cổ cô ra ven làng. Cái chuyện thanh niên bạch nhật như thế, nhĩ mục quan chiêm, đứa trẻ con cũng còn biết. Thế mà cô lại cứ lú lấp đến độ yêu đương cái giống quỷ nó, chỉ trực giết cả nhà mình là thế nào? Tôi chả hiểu. Cô không nghe thiên hạ người ta bàn tán biết cả tai à?" Hợp không cãi gì được nữa. Những điều mà Bính vừa nói ra
Chính Hợp thỉnh thoảng cũng có nghĩ đến, nhưng lại mềm lòng gạt đi. Bính dập tắt lửa bếp vì nồi cơm vừa cạn. Cô khều than cho lan rộng ra thành một vòng tròn dưới đáy nồi, rồi quay hẳn sang phía Hợp, giọng tha thiết hơn. Nếu mà cô cho rằng chị nói không phải, thì cô thử viết thư hỏi ý hai cụ trên trại cải tạo xem hai cụ dạy như thế nào. Ai đày hai cụ lên đấy? Cộng sản chứ còn ai nữa. Cô yêu cộng sản thì hóa ra là cô yêu kẻ thù của bố mẹ mình à? Ấy thế mà chúng nó có để yên cho đâu. Tôi nghe con vợ thằng Nhiễu bô bô ra ngoài chợ. Nào là ông Thụ mất cảnh giác, quan hệ với thành phần xấu. Nào là chính quyền cấm không cho cô đi lại với ông Thụ. Đủ thứ hết. Tôi thử hỏi cô nhé. Nói xin lỗi chứ. Những cái thằng như là thằng Nhiễu, thằng Tạo, thằng... không, ông Thụ. So với cô ngày trước thì nó đáng giặt váy cho cô không, mà bây giờ nó bảo cô là thành phần xấu, không cho phép mà cô yêu cái thứ rác rưởi ấy. Tôi nói có phải không nào? Hợp ngây người như chợt tỉnh giấc mộng. Quen Bính, gần gũi Bính đã lâu, chưa bao giờ nàng nghe người bạn gái của mình nói ra được những lời vững chắc như thế. Hợp tự hỏi, những lời này thực sự là của Bính hay là do ông giáo Thanh mớm lời cho Bính để cô đem ra phê bình Hợp? Chắc có lẽ thế. Ông giáo Thanh đã nói thì phải hữu lý. Làng này ai chả nể ông giáo.